Bán nhà ba la mận đa tâm kinh, tâm trí tuệ thâm thành rộng lớn, sáng trong ngàn chẳng bận mây trần. Lâu lâu một tâm thiên chân, bao trùm muôn loài chẳng phân thanh phàm, lặng trong sáng suốt cõi bờ khi một bước đến nơi anh. Trái lòng tròn đủ xưa nay, công thành quả chứng tỏ bài đích đăng, hàng Bồ Tát danh Quán Tự Tại, khi tham thiền vô ngại đến trong thâm vào trí huệ mở thông, rồi thấy năm uẩn đều không có gì, độ tất cả không chỉ khổ anh, trong thức tâm hiền cảnh sắc ra sẵn không chung ở một nhà, không chẳng kháng sanh sanh nào khác không, ấy sanh tương cũng đồng, không tương không tương y như tường sắc kia, thủ tướng hành thân phân chia cũng lại như vậy, cũng về chân không. Hòa thân tướng nhân ông tạm đó, các pháp kia tướng nó luôn trần, chẳng sanh chẳng dưng thường chân, chẳng câu chẳng tịnh chẳng sợ chẳng thêm mong. Cớ ấy nên cõi trên công giới, thế lão lão vô trần cùng không may, thấy rộng không mà không nhãn giới, biết hoàn toàn thức giới cùng không mê, tăng công sáng suốt đại đồng mây, vô minh chẳng có mưa hồng hết chi, vẫn không có thân gì già trên nào, uống chi là sao tư đế cũng chẳng có đạo, không chi là trí có nào đắng chi. Do vô sở đắng lệ tăng cả nhân pháp kia đều xa nhị không, vẫn lòng trí huệ linh thông bờ kia mau đến tâm không ngại gì, không quái ngài có chi cùng bó, tận xa lìa mộng tướng đáo điên, tâm không rõ ráo chủ viên, niên bàn quá chứng chân nguyên hoàn toàn. Tam thế phận y đàn bán nhà, đáo bồ đề chứng quả chánh chân, cho hai bán nhà là hơn, pháp môn tội thắng cõi chân mau về. Thiệt thần chú linh trí đại lưng, thiệt thần chú đúng bực quang minh, ấy chú tôi được hoài linh, ấy chú vô đẳng thanh thanh hoài thần, trừ tất cả nguyên nhân các cô thân tình lòng nhân ngộ vô sơ, thiên nhiên chân thiệt bất hư, an làm thần chú
Thiên Đế Bà La Môn.